Hey yo, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì cũng lâu lắm rồi mà mình không có làm cái thử thách về zombie tím á các bạn. Một ngày làm zombie tím nên là con người dạo này rất là lỏng hành luôn. Hôm nay thì mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Thật ra là ăn hại hơn xưa nha. Đó đó, vô càng quét hết nha. Anh em nào muốn làm giàu lên ngay CLTX Momo.like, hệ thống chẳng lẽ Momo y tính trả thưởng 5 giây, link ở dưới phần mô tả nha. Đặc biệt tôi đây cho trước không chờ bạn nửa giờ tôi chơi liền. Thiệt luôn, kể từ ngày mà mình làm zombie tím tập 5 tới bây giờ á, nếu mà bạn nào có xem thì sẽ biết. Đây đây, cái clip này nè mọi người. Thì tới nay là tận 2 tháng rồi. Ô là trời, mình không ngờ là mình đã bỏ bê cái trò chơi zombie tới bây giờ luôn. Hèn chi là các bạn comment kêu mình làm zombie quá cho làm luôn. Làm trò chơi virus hay ma đi chị rồi tùm lum á. Đó thì cũng sorry mọi người rất là nhiều. Tại vì mình cũng mới vừa thi xong á, cho nên trước lúc đó thì rất là bận luôn. Bây giờ thì he he he, viết tay với chị. Ôi trời ơi, vô hệ luôn. Đâu rồi nè, nãy mình mới vừa lướt ngang qua thấy một bạn đứng ở đây. Trời ơi, đây rồi, ý chạy đi đâu bạn ơi, chạy đi đâu. Thanh niên Nhật Bổn này, tôi có làm gì đâu. Chưa gì thấy người ta đã chạy rồi. Đây có một bạn nữa nè. Ý, 2K14. 2K14 hả? Đâu rồi? Nè, chạy nè. Chạy nè, đi đâu vậy bạn áo trắng ơi. Chưa gì đã chạy rồi. Bộ nhìn tôi đáng sợ lắm hả ta? Nhìn tôi có vẻ gì đáng sợ đâu, cute mà. À, thì ra ngươi núp ở đây. Nay là mình sẽ càng quét hết. Đây nè, có nữa nè. Thấy chỗ này đông, cà sản luôn. Không trúng. Ui, mới đây mất tiêu rồi. Ôi chu cha, gặp cao thủ tóc biến hả? Để mình chặn đầu hướng này coi có chạy đi lên không. À, xung quanh đây. Ủa, wow, cái bộ thánh này là viết rò đây nè. Biết cách trốn. Đâu ta? À, quê xệ. Ủa, hay là đồn hổ trời. Mình luồn ở đây có không? Ơ kìa, trong cái kẻ này người vẫn không có luôn. Chấm hỏi. Gặp thánh gấp lát hả? Trời ơi, gặp thánh động thổ rồi mọi người ơi. Nãy là còn 1 phút 15 giây. Bây giờ ui, tôi làm zombie tím không để thua được các bạn ơi. Trời ơi, đâu ta? Chết rồi. Áp lực thời gian rồi. Ô là trời, tôi quán gà luôn mọi người ơi. Đâu vậy? Không có luôn. Nãy giờ tìm hết gốc lát rồi đó, hay là trên đầu tôi trời. Có khi nào trên quán nhà luôn không? Từ từ bình tĩnh để tôi nghiên cứu đó. Ôi ôi, đây không có luôn nè. Ơi, gặp cao thủ rồi. Phía ngoài đây không có tim, ở đây có tim. Thì vòng vòng ở đây thôi các bạn ạ. Ôi ôi, ở đây không có luôn nè. Qua bên đây thử thôi. Chết tôi rồi, không có luôn. Trời ơi, mới đây nhanh vậy, còn 10 giây à. À, mình nhớ là có một chỗ mình chưa cào thì phải. Thử đây coi. Còn một chỗ mình chưa cào các bạn ạ. Phía bên đây. Chỗ này, đó, dính liền. Trời ơi, nãy giờ mình quên. Còn chỗ này chưa cào nữa nè. Ủa mà sao nãy mình có đẩy chỗ này mà sao nó không ra ta. Cây cú cơ. Cái ống lúc nãy bạn đó trốn đó là mình có làm clip á. Mà không hiểu sao nãy tìm không ra luôn. À, bạn ấy cây cú cơ. Cái này còn đỡ chứ có nhiều cái mà mình một giây cuối cùng thôi mà mình cào được luôn á mọi người. Hồi nãy là hình như còn mấy giây á. À, lúc nãy mình có xem lại cái clip rồi. Là lúc đầu mình lo mình nhìn vô cái kẻ để cho nó coi nó có hở không á mọi người. Nếu mà sử dụng chống càm á thì nó sẽ hở một tí xíu. Ai ngờ bạn này không có hở ra luôn. Cho nên mình không có để ý cái phía sau mình đi luôn à. Các bạn có thể coi lại là mình vòng ra phía trước. Cùng cái khúc, hai cái thùng còn lại mình không có coi. Đó, cho nên là bỏ quên hai cái thùng đó luôn. Mà may quá cuối cùng cũng cào được. Là như bị tím mà không cào được thì rất là uổng luôn. Thánh đông thổ gặp thánh gốc lát rồi. Chắc là bạn ấy cay lắm các bạn ạ. Ai biết đâu à. Rồi lại là zombie tím. Phải chứ tôi làm zombie xanh còn đỡ, tôi còn tha chứ. Zombie tím là phải cào các bạn. Trời chua gì là đã rụt rịch rồi nè. Gặp tiền 2K10 ơi. Bình tĩnh đi nào. Đó thấy chưa.
Trời ơi, chưa gì nhúc nhích rồi. Mình không hề biết bạn nó ở đó luôn á, tự nhiên giật mình chi không? Ở đây nè, đây nè, đó thấy chưa? Chưa gì biến hình, cây cột bự thình lình luôn nè. À, lại là bạn Nhật Bản lúc nãy. gặp nữa. Chuyến này mình làm zombie tím liên tục rồi mọi người ạ. À. Trời ơi, phải càng quét chứ, tôi nói vô đây là càng quét mà. Đâu rồi, núp đâu hết trơn rồi. Còn, úi, mình tính nó còn ba bạn nữa, ai ngờ còn có một bạn duy nhất thôi. Wow, nhanh thiệt chứ. Ở đây có nữa nè. Ôi, đâu rồi? À, bạn kia bắt được rồi. Trời ơi, kế bên đây, ngoài đây. Trời ơi, xuất sắc quá bạn ơi. Win nhanh gọn lẹ luôn ha. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái map công trường. Một cái map gọi là rất là nhiều chỗ trốn nhất trong cái tựa game Virus Hay Ma luôn. Mới đầu mình đã càng quét cái map kho thùng nè, xong rồi tới cái map siêu thị, bây giờ là tiếp tục ở cái map công trường nha mọi người. Trời ơi, chuẩn bị đi, mình mà biến thành zombie tím một cái hả? Ta nói 6 ngày 6 đêm cũng chạy không kịp nha, get go. Ý, trời ơi, cái miệng tôi linh quá các bạn ơi. Đâu rồi, chưa gì nó chạy mất tiêu rồi, bắt một bạn rồi nè. Tôi có ăn thịt ăn cá gì đâu mà thấy tôi, ở chỗ thấy tôi chưa kịp này thì chạy nè. Chưa gì hết là đã rón rén chạy rồi. À, trên đây nhảy nhảy nè. Ui, cái thùng to là to luôn, biến hình hả? Dám cho tôi hửa địch nè. Đi. Dí chạy. Ui, nhanh nha. Đâu mất tiêu rồi nè. À, chạy kiểu này là không thoát khỏi tay tôi rồi. Tại tôi tha thôi. Này thì chạy nè. Bạn kế bên luôn. Ý, đứng yên cũng chết hả? À. Dù cho bạn có nhúc nhích hay là đứng yên gì mình cũng phát hiện thôi. Đó là còn hai bạn nữa. Wow, đỉnh của chớp nha. Ủa, hồi nãy giờ zombie không tìm kiếm luôn cơ. Zombie đâu hết rồi? Trời ơi, đồng loại gì kỳ vậy? Không tìm kiếm phụ tôi luôn. À, đây, thì ra là bạn này. Nhảy nè, rồi xong luôn bị bắt luôn rồi. Mình chưa kịp bắt luôn á. Tối quá mình không thấy đường các bạn, để nó sáng lên một xíu. Ui, còn một bạn chùm cuối, mất tiêu rồi nè, hết bắt chùm cuối, ghê luôn á. Trên đây phải không ta? Mình cào sản thì được nhưng mà để xem. Ơ, gì nhanh vậy? Trời ơi, mình chưa kịp cào luôn. Wow, zombie xanh lúc này rất là viết rồ luôn. Nhưng mà người win cuối cùng chính là tôi. Say oh yeah. Chỗ nay mình nói là mình vô mình càng quét hết mà. Còn một map cuối cùng nhưng mà đến đây thôi, để con người còn làm ăn nữa các bạn ạ. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh và một chia sẻ nữa để ủng hộ cho kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.